ngày 30 tháng 9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa 11 tổ chức hội nghị lần thứ 18 để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết tỉnh ủy 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay, hội nghị đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tổ chức bế mạc. Quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Thanh Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị. Chiều nay, hội nghị đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ và đại biểu tiếp tục thảo luận các nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả thực hiện thí điểm phần mềm sổ tay đảng viên, cao điểm thi đua đồng khởi mới, công tác cải cách hành chính, tiến độ kết quả thực hiện các chỉ số, phân tích đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh, giải pháp phòng trừ sâu đầu đen hại dừa, triển khai cụ thể hóa luật đất đai năm 2024, tình hình giải pháp xử lý rác thải, tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải pháp phòng chống tội phạm trên không gian mạng, công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024, nhất là tình hình các nhà đầu tư, dự án dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác tại hội nghị, công tác giải phóng mặt bằng trong thực hiện các công trình dự án trọng điểm của tỉnh. Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, Quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận và đánh giá cao các tham luận của đại biểu, đồng thời đề nghị về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua đồng khởi mới trong mọi lĩnh vực, đời sống kinh tế xã hội, khơi dậy và phát huy ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm triển khai thực hiện cao điểm thi đua phong trào đồng khởi mới trong 2 năm 2024-2025, tập trung xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, củng cố các tổ chức đảng đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, tiến hành báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện thí điểm phần mềm sổ tay đảng viên ở 3 đảng bộ được chọn thí điểm để triển khai trong toàn đảng bộ. Chú trọng đề cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, tiến công của người đứng đầu, lan tỏa đến từng cán bộ đảng viên, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, sự phối hợp hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong xử lý, phối hợp giải quyết công việc, đẩy lùi tư tưởng ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm, bảo thủ, an phận, nói không đi đâu với làm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đối với dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện đề án số 02 ngày 29 tháng 1 năm 2021 của tỉnh ủy về việc phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2030, đối với dự thảo đề cương báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo đề cương báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với tờ trình thông qua hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến năm 2030, hầu hết các đại biểu thống nhất với báo cáo, đồng thời thể hiện trách nhiệm cao cho ý kiến nêu bật quan điểm lựa chọn các phương án về chủ thể, phương châm, hệ thống các chỉ tiêu, các nội dung liên quan dự thảo các báo cáo. Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nhưng khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ công việc rất cao, đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, cộng đồng trách nhiệm, phân công rõ người, rõ việc để thực hiện đồng bộ các giải pháp hơn nữa để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết tỉnh ủy năm 2024 đã đề ra. Sau hội nghị tỉnh ủy, tôi đề nghị các cấp, các ngành tiến hành ngay việc rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, theo chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cụ thể sát thực tiễn nhằm đạt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, chuẩn bị thực hiện đánh giá tổng kết năm 2024 làm cơ sở cho việc xây dựng nghị quyết của tỉnh ủy năm 2025 cũng như là xây dựng văn kiện đại hội. Quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh dự thảo đề cương và tổ chức triển khai theo quy định. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, các ý kiến của đại biểu đi sâu phân tích, làm rõ tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết tỉnh ủy 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2024.
Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 đã hoàn thành chương trình nội dung đề ra và bế mạc. Thưa quý vị, trong chương trình làm việc buổi sáng nay, sau phiên khai mạc hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa 11, hội nghị đã tiến hành chia tổ thảo luận. Quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Quảng Yến dự thảo luận tại tổ số 1, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Thanh Lâm dự thảo luận tổ số 2, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam dự thảo luận tại tổ số 3. Tổ thảo luận số 1 do ông Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre làm tổ trưởng. Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với tờ trình thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết tỉnh ủy 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2024. Tờ trình thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện đề án số 02 ngày 29 tháng 1 2021 của tỉnh ủy về việc phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2030. Tờ trình thông qua dự thảo đề cương báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Tờ trình thông qua dự thảo đề cương báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, tờ trình xin ý kiến dự thảo đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bến Tre đến năm 2030. Có 10 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình đối với 6 nội dung mà hội nghị tỉnh ủy lần thứ 18 đưa ra thảo luận tại tổ. Hầu hết đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị, đánh giá, nhận định tình hình những mặt được, mặt hạn chế và đưa ra một số giải pháp đối với báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết tỉnh ủy 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2024. Đại biểu tập trung thảo luận nhiều đối với dự thảo đề cương báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Phần lớn đại biểu đều đồng thuận và lựa chọn phương án 1 về chủ đề, về phương châm đại hội. Tuy nhiên, ở phần kinh tế xã hội, đại biểu lại nghiêng nhiều về phương án 2. Về hạn chế, đại biểu cũng đã thảo luận nhiều về những điểm nghẽn ở nhiều lĩnh vực. Những ý kiến đóng góp của đại biểu được tổng hợp và báo cáo với Thường trực tỉnh ủy, lựa chọn đưa vào nội dung lớn để các sở báo cáo thêm trước hội nghị. Tổ thảo luận số 2 do ông Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm tổ trưởng. Các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kết quả thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy trong 9 tháng đầu năm 2024. Các nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm, qua đó đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời đã tham luận đánh giá kết quả đạt được, phân tích, làm rõ nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy năm 2024. Các tham luận tập trung xoay quanh những vấn đề trọng tâm như công tác thu hồi đất quốc phòng, công tác quy hoạch công an, quân sự vào ban thường vụ cấp ủy xã, phường, thị trấn, công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, việc xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, nguồn lực đầu tư để thực hiện đạt các chỉ tiêu theo nghị quyết năm 2024 và nghị quyết đại hội về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế và thu nhập bình quân đầu người, tình hình xử lý rác thải và giải pháp không để phát sinh ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, các giải pháp phát triển bền vững ngành dừa của tỉnh, việc thực hiện các quy chế pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, phát triển bền vững ngành thủy sản và một số giải pháp hoạt động du lịch, công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch, hình ảnh vùng đất và con người Bến Tre. Tổ thảo luận số 3 do ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tổ trưởng. Đa số các đại biểu đều thống nhất cao với những nội dung được trình bày trong các dự thảo báo cáo. Đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng nông thôn mới, công tác kiêm nhiệm của cán bộ ở ấp, khu phố, chỉ tiêu về xây dựng đảng, xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ 4 tốt, chi bộ 4 tốt. Ngoài những nội dung trên, các đại biểu còn quan tâm đến công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng, đảng viên, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, việc rà soát đăng ký tàu 30, xử lý tình hình liên quan đến bãi rác An Hiệp, khu vực Lạc Địa, huyện Ba Tri. Thảo luận tại tổ số 3 còn ghi nhận một số nội dung liên quan đến tình hình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua, mà trọng tâm là việc đầu tư hạ tầng giao thông đường thủy, đường bộ, phục vụ cho du lịch, xây dựng các sản phẩm đặc thù của từng địa phương, khai thác các di tích lịch sử cách mạng và đề án xây dựng làng văn hóa du lịch huyện Chợ Lách.
Các ý kiến thảo luận cũng tập trung vào tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân trong việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, việc thành lập mới mô hình kinh tế hợp tác và củng cố hoạt động các hợp tác xã. Lễ khởi công xây dựng cầu Ba Lai 8 là một trong những sự kiện quan trọng của chuỗi sự kiện các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024 với chủ đề Bến Tre tầm nhìn hướng đông và tiềm năng phát triển bền vững. Việc khởi công dự án cầu Ba Lai 8 cùng với khởi động tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre với các tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh khẳng định sự quan tâm đầu tư vào hạ tầng giao thông ven biển nhằm tạo đà phát triển kinh tế xã hội khu vực phía đông tỉnh Bến Tre. Lễ khởi công cầu Ba Lai 8 dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 10 tại nút giao giữa dự án cầu Ba Lai 8 và quốc lộ 57B, xã Thành Phước, huyện Bình Đại. Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sử dụng ngân sách trung ương với mục tiêu hoàn thiện kết nối giao thông liên vùng và thúc đẩy kinh tế khu vực ven biển. Dự án cầu Ba Lai 8 có chiều dài 527,6m, thiết kế bê tông cốt thép giữ ứng lực với khổ cầu rộng 22,5m. Cầu sẽ có 4 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp, giúp tăng cường khả năng lưu thông và đảm bảo an toàn giao thông. Phần đường giao cầu dài hơn 12 km với vận tốc thiết kế 80 km/h, cùng với các hạng mục đi kèm như cầu nhịp giãn đơn, nút giao thông và hệ thống thoát nước. Tổng mức đầu tư cho dự án lên đến 2.255 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, cầu Ba Lai 8 không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các địa phương lân cận, mà còn giảm thiểu chi phí và thời gian vận chuyển, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ ven biển như du lịch, nuôi trồng thủy sản và năng lượng sạch. Đặc biệt, dự án còn có vai trò mở rộng không gian phát triển đô thị và công nghiệp, tạo tiền đề cho việc hình thành các khu đô thị và dịch vụ mới, đồng thời đẩy mạnh quá trình đô thị hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân. Không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, công trình này còn có ý nghĩa về quốc phòng và an ninh biên giới biển. Với cầu Ba Lai 8 và tuyến đường ven biển khi hoàn thành, Bến Tre sẽ có thêm một cú hích mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng giao thông, mở ra triển vọng lớn cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững mà còn thể hiện sự quyết tâm của chính quyền và người dân trong việc biến Bến Tre trở thành một tỉnh phát triển toàn diện vào năm 2030 với mục tiêu trở thành một tỉnh thịnh vượng vào năm 2045. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện chỉ thị số 16 ngày 2 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể sát thực tế. Qua hơn một năm thực hiện chỉ thị đã đạt nhiều kết quả tích cực. Để triển khai thực hiện chỉ thị 16 đạt hiệu quả, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung hình thức đa dạng, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hội, từ đó nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia hoạt động hội của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân từng bước được nâng lên. Đối với các đảng ủy xã, thị trấn còn có cách làm hay như kiện toàn, thành lập tổ vận động thực hiện các quy định về hoạt động hội tại cơ sở, thực hiện tuyên truyền về thực hiện chỉ thị 16 thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội và tổ nhân dân tự quản. Công tác kiểm tra, rà soát, thống kê liên quan đến hội được quan tâm thực hiện. Hiện tại, chính quyền các địa phương đã quản lý các dây hội, chủ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng trong tiếp nhận, thụ lý, giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan hoạt động hội khi phát sinh tranh chấp. Chỉ đạo các ngành đoàn thể, công an và tham mưu công tác quản lý hội và tổ chức tuyên truyền hướng dẫn phổ biến Nghị định 19 và Nghị định 144 của Chính phủ, tiếp tục yêu cầu chủ hội viết cam kết và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động của hội, chỉ đạo ban nhân xã xây dựng kế hoạch xử lý các cái khi mà xảy ra giữa hội trên địa bàn, tiếp tục vận động các chủ hội thực hiện tốt việc đăng ký nội dung đó, đăng ký phải chính xác, hội viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cho chủ hội và phối hợp thực hiện tốt các loại giấy tờ mà quản lý theo quy định. Trong công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, thứ nhất là chỉ đạo phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ, trong công tác nắm tình hình và diễn biến của hoạt động hội tại địa phương. Các quyện ủy, thành ủy bên cạnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện chỉ thị 16 đạt kết quả theo kế hoạch, còn phối hợp các cơ quan ban ngành có liên quan tổ chức đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo các cấp và phát động triển khai thực hiện phong trào thi đua đồng khởi mới trong thực hiện chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ban dân vận huyện ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo cấp tỉnh và cấp huyện đã đăng ký về hội, kịp thời kiểm tra, công nhận, nhân rộng theo phương châm học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình. Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị số 16 được các hội, đoàn thể triển khai có thể kể đến đó là chính sách tín dụng ưu đãi, chương trình quỹ hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân thuận lợi tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Qua đây góp phần kéo giảm tình trạng huy động vốn trái pháp luật, tham gia hội tiềm ẩn nhiều rủi ro và không có khả năng thanh toán. Ngành ngân hàng, các tổ chức hội đã triển khai nhiều chính sách tín dụng ưu đãi, chương trình quỹ hỗ trợ phát triển, qua đó tạo điều kiện cho người dân thuận lợi trong việc tìm hiểu, tiếp cận nguồn vốn, cải thiện đời sống kinh tế. Một số địa phương như huyện Châu Thành, huyện Thạnh Phú có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước đối với hoạt động hội. Nhiều phong trào thi đua đã được phát động, tạo không khí sôi nổi trong triển khai thực hiện chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hoạt động hội ở cơ sở diễn ra lành mạnh, theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.